Tôi xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tiền đang có mặt tại Cần Thơ nha cả nhà. Hôm nay thì ghé qua đây rước chị Trinh. Sẵn dịp đó thì chị Trinh dẫn gia đình chị Hai với lại gia đình Tiền đi ăn buffet nha cả nhà, đây ở 46 Nguyễn Văn Cừ, Cồn Khương, phường Cái Khới, Ninh Kiều, Cần Thơ nha. Ở quán này là quán Cô Ba Còi nha cả nhà ơi. Bây giờ hiện tại chị Trinh với lại gia đình anh Hai vô chổng mua vé nha. Hôm nay thì đi xe có chú Trà cho nên là sẵn của chú Trà vô dùng buffet chung luôn. Bây giờ là để chú tài xế. Chú ơi, dạ, xong cho chú vô ăn luôn. Dạ dạ. Bỏ hết đi chú. Dạ dạ dạ. Rồi giờ mình vô mình sẽ coi vé nha cả nhà. Mình phải đo hả chị? Rồi, đang vô. Mét 2 miễn phí, 1m2, 1m4, 100.000. Trẻ em 1m4. Rồi, 100.000 miễn. Mét 2 là miễn phí hả? Chị mua mét 2 hả? Chị em đúng hả? 3, 6 người lớn. 6 người lớn. Người lớn, hai đứa nít. Có đặt lại nghe. Đây, mê qua đây mẹ nắm tay. Này có 190 hả? Người lớn 190 chú. Quán ở đây không gian rất là rộng lớn luôn. Với lại Tiền thấy khá là đông luôn á cả nhà ơi. Lần đầu tiên đi ăn buffet Cần Thơ nha. Bao nhiêu người? Dạ, 7 người. Tính là 7 vé lớn, 1 vé nhỏ. Còn một bé Miêu thì miễn phí. Diễn khen là lớn hả? Tới tuổi gì hình niên rồi. Tới tuổi gì hình niên rồi. Vậy thì đúng không? Tới tuổi gì thì chưa hả? Rồi mình đi vô nha. Mới đợi 250, thấy không? Chị đưa bao nhiêu? 2,5 triệu. 1,5 triệu, nãy tiền đem coi cho. Hoặc đẻ đúng rồi. Rồi vô. Đưa vé. Đây đưa vé đi. Sao người lớn vậy? 7, 8, 7 lớn 1 nhỏ. Đây. Đưa tay đeo. Đeo mới được. Cái này nhỏ nè. Đây nhỏ. 3. Nhỏ lớn gì đeo. Ngộ chả. 4. Đây tới chị nè chị. Đây. Cái này luôn hả? Dạ. Tại. Nè, đeo mà tôi đi vô ngoài chúng tôi vô tôi kiếm vỏ giùm cái này cái. Nước miễn phí mà tôi gọi được. Rồi đi vô. Trước tiên á đây là thấy có cái gì? Bánh xèo. Bánh này là bánh gì vậy chị? Bánh khọt hả? Bánh khọt khác bánh khọt bên mình á. Đây, nguyên một cái dĩ bánh khọt luôn. Quay cạnh vô coi. Ôi, có bánh chan chan nữa kìa. Nguyên một cái mâm rau. Ở đây á có cái đồ hút khói. Mình đi qua đây dặm cái đi. Đây, ở đây có bánh nhân gian nha. Ở đây là nguyên một cái tủ kem luôn nè. Bánh đúc, sao vậy? Ôi, sao mít nè. Bánh nít chằn. Bánh khoai mì, nói chung là rất là nhiều loại bánh nha, bánh bèo. Bánh bèo chén nè. Bèo chén. Nhiều món quá. Tôm. Tôm sống ở đây, tôm sống. Ôi, chị. Ở đây là con nghêu. Ồ, con nghêu nó khá là bự luôn. Vui lòng không dùng đồ gấp, dầu mỡ, sa tế. Con này, mấy con này con gì lạ lạ quá ha. Dạ, con này là con gì anh? Con ngao xanh. Ngao xanh hả? Đúng rồi. Còn con này? Con là lụa đỏ. Lụa đỏ? Sò lụa đỏ. Cái con đó là con gì mà nó bự dữ hả? Trương Quy. Y gan như con sò huyết mình với ta. Sò huyết này, sò huyết đây con này. Sò huyết đây. Còn con bên đó anh? Sò tộ. Sò tộ. Ngao sằng. Ngao sằng. Ngao tím. Ngao tím.
hào dẻo khá là nhiều luôn. Nhưng mà con ở đây, con nào con ấy rất là bự nha. Là đằng bàn rồi. Đây gan con hến nó chỗ mình quá. Dì hai, nó bự như nè. Con này con vợt đi, con vợt. Con vợt quá anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi, hay thường mình chỉ thấy hay đi bắt vợt đó là nó. Bắt vợt là con này nè. Nó bự khủng khiếp luôn. Ốc hương. Cái này là mình lấy xong rồi mình đem lại người ta chế biến hay là sao anh? Đúng rồi, người ta chế biến thấy. Dạ, dạ. Cái này là chế biến tại chỗ luôn, nó ngon hơn. Quán khá là đông nha cả nhà. Ơi, con ốc nó bự khủng khiếp luôn. Cái này vỏ ốc hả? Ốc hay là con ốc luôn? Thịt nè. Con này là con ốc gì? Ốc giấy vậy? Ốc giấy. Ở đây là hào. Sao dẻo hả? Sao nhìn giống con hào? Chút các bạn. Đây. Nhum. Để con ốc đó nó có trứng cút chổng kìa. Nhum. Nhum. Nhum chứ không còn ốc. Nhum là một trứng cút. Sườn sụm sa tế. Đây. Sườn bò sa tế. Vú heo. Bò Mỹ. Tiêu đen. Thịt bò Thái Lát. Xiên ve mực. Bạch tuộc nướng nè. Cơm chiên á cả nhà. Cơm chiên với bên đây súp mì Ý. Ở bên đây thì đồ chế biến sẵn nha, giống như khoai tây chiên. Giờ lắm. Gà ủ muối. Ở đây là mấy món đồ chế biến sẵn còn lẩu thì ở trong đó nha. Ai muốn ăn thì vô trong đó lấy. Rồi bây giờ là Tiền sẽ đi lấy đồ để mà lấy đồ ấy thức ăn. Hồi mình nó có ốc hương á, mình lấy rồi xong có vô chổng người ta chế biến cho mình á anh hai. Ở đằng đó đó đồ sống á. Ớt này là ớt gì ta? Ớt chiên giòn á. Ớt chiên giòn. Mẹ lấy cho con hai cái ha. Rồi đi qua đây mẹ lấy cái đồ ăn này cho con nè. Con ăn cánh gà không? Cánh gà chiên. Cánh gà chiên nha. Hello. Khoai tây không? Ăn cơm cuộn không? Cơm. Không ăn hả? Ăn gì? Chỉ có nhiêu đó. Cái này đó hả? Cái này phải không? Cái nào nữa? Ăn bánh bao nè ông em. Coi chừng đổ nha. Đi theo mẹ nè. Đi qua đây. Cái này là gì ta? Răng mực xiên que. Răng mực. Đây là đồ nướng. Về cá đâu có. Chú lấy mấy cái. Chú chả chú lấy mấy cái đó nha. Chú ăn chú tự lấy vậy. Rồi đi. Chú lại lấy tôm sống. Nở hồi mình lại lấy tôm. Rồi bây giờ mình ăn đồ nướng này trước đi. Nè. Cái này chỗ chị ai ngồi. Ngồi nó ngồi đây. Rồi chị ai kêu qua đây.
kìa, khang kìa. Ông đi vòng vòng kìa, ông live stream á. Khang gì ạ? Mì Ý nè, mỗi đứa một món hết rồi nè cả nhà. Cái này là phần của mấy đứa nhỏ nè. Cái gì, giờ là Tiền sẽ đi lấy đồ sống nha. Đây là sống đi. Dạ. Chung vậy đó. Dạ. Có bà tuột sống, bà tuột bự kìa. Ừ. Nó qua đợt rồi đó. Vậy là nó qua vòng rồi đó. Qua vòng rồi. Ăn ốc hương không? Nhỏ. Ốc hương kêu để chung này đi cho nó sẽ cháy chung luôn ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có chế biến sẵn rồi chú. Mấy món nước này vậy thì chính à. Ôi, tại giờ mình không có lấy hào nước nha. Chút đi, chút ăn xong đi. Chút đi, chút mình ăn hào ra. Dạ, hai đứa con mặt ăn dữ rồi. Nãy giờ ăn đứa dễ mày đi. Đi vô là, nãy giờ cái con dễ này là dễ dễ dạ. Giờ là... Dễ 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 ấy ấy làm con chút đưa đưa cho mẹ mời mời cả nhà mời đại gia đình đưa no chưa ăn đi con có cái đũa đồ đổ đâu không trai dai đem đồ đổ thấy vậy cho anh này lấy món ăn thêm chậm nè. Ở lại chú không lấy nước hả? Không. Món ăn với con. Vậy bỏ chỗ này đi chút em đổ anh kia. Cái gì chú gác cái bỏ chỗ này nè. Đổ anh kia. Ở đây đồ ăn ngon hơn bên mình quá chị ơi. Dạ hả? Ăn ngon, ăn dữ chưa? Em nói ăn. Không, nó út ngon. Hồi nãy bà chưa có nước mà. Nè chị. Cây nè. Chị phải sử dụng tay cái đó con đó ăn mới được. Ống gì vậy? Ống hương. Hương. Ăn ống hương hả? Ăn chứ. Cái gì vậy? Thôi đi để yên đó đi. Cái ống tay đúng không? Cũng nhảy như thường à. Đây cho các em đây nè các chị. Dĩnh lại đi. Nghĩ đâu vậy? Anh hai ăn thử ngón tay lên hai. Để hoài lúc nào hết. Chú. Cái đó mở ra chị. Ăn cái miếng chú. Được không? Ngon. Ngon ha. Đó, anh đánh làm vừa ăn. Vừa ăn. Chị ăn hết đi cái em đi đặng cái mình chế biến nóng nữa nó ngon. Ừ. Ở đây không, ở đây phục vụ cũng dễ thương quá. Dạ. Không mấy cô phục vụ ai cũng thân thiện hết trơn á, dễ thương. Cái này sặc quá nhát à. Gãy ra. Hai tay. Để em ra tay cho. Nè. Nè, vậy nè, vậy nè. Đó nè. Đây. Ở đây ăn có cái đồ hút khối nè cả nhà, nó bị ngọt. Còn ở dưới ăn nó mắc. Không, ở đây có hiện đại hơn chứ. Sao khen cho dì ba cái cảm nhận, để dì ba cái cảm nhận là mình ăn ở Long Xuyên ngon hay là ăn ở đây ngon hơn? Ở đây ngon hơn hả? Không khí ở đây sao? Nhiệt hả? Không, quán ở đây ngắt là đông. Cái gì nói gì? Ý là tính đoạn đường á. Ở đây ngon hơn thiệt, nhưng mà nếu mà từ Long Xuyên à, An Giang mà đi qua bên đây ăn thôi, để ăn ở Long Xuyên nó sẽ ngon hơn. Không, nhưng mà tính ra mảnh vé 180 một vé, ở đây chăm chấm trên là có 10 ngàn rồi chị, đúng không? Ừ, đúng. Nhưng rồi. Mà đồ ăn ở đây nhiều mà đồ ăn ngon hơn á. Nhưng mà thích nhất á là được chế biến tại chỗ. Chế biến tại chỗ đồ ăn nóng ngon. Đúng rồi. Tuyệt vời. Không, chị thích chỗ này, chị có ăn lần này lần hai lần nữa. Dạ. Rồi nướng nè, cả khét nè. Khen ơi, cái này chín đây nè con. Đây nè chú. Ở đâu chị? Đây 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 đây. Đây đây đây.
Thì thấy quán này á, được hấp, được cái chỗ bên kia. Được hơn đúng không? Ừ. Ghê mấy bãi đi không ra xuống đây, mấy bãi đi gì ăn thử. Nói mắc có 10 ngàn, đâu quá. Nhưng mà đường xa quá chị ơi. Trời ơi, đuôi nế chạy tới bên chui hả? Ngon, có mấy xe, có mấy cũng đi à. Đi xe hơi. Thiệt á, ngon, có mấy là xa, có mấy cũng đi à. Cuối tuần cây kiếm chỗ ngon, ăn, xa, có mấy cũng ngon. Ở đây thì nó có phun nước cho mình, vậy chị? Đúng rồi, nó có ở chơi, nó có phun nước xuống rồi. Nó quạt phun xuống đó. Nãy chị nói mưa. Chị nói mưa hả? Dạ thôi đó. Nó hả giờ phải làm sao kìa. Nó ăn dạ rồi nó. Ở ngoài đó có kem á, đi ngoài lấy kem ăn đi. Có kem với lại ngồi im đi, ngồi để anh khe với chị Chí đi chung. À, ăn chút xíu vậy no rồi. Có ăn gì không mà no rồi. Mà chị có ăn gì không? Ăn miếng cúng mà chị. Ăn cơm đi. Rồi xong nó. Có ăn mấy miếng gà, đâu có nhiều đâu. Tôi chín rồi. Ơi, cái này nó khét luôn rồi nè. Đúng chưa? Chín rồi. Còn nước lắc khét rồi. Ba cái cà để sụn ngắt rồi chị. Nó không? Con ăn nửa ly rớt bụng á. Kem đi ngoài lấy kem ăn đi. Nè, hang vậy nè, nướng không mới ngon. Kem miễn phí. Trứng vào nước, nếu vừa chín tới ăn ngon. Trứng đâu? Nãy hả? Cái đó là bạch tuộc. Gì à, hai đứa à, ăn mày nghĩ à, no rồi. Hai mẹ nó mới mạnh nè. Vậy để mấy con bạch tuộc nó lên nướng đi. Nó ăn gì ớt vậy, có mấy cái đùa chân gà chứ em. Nó ăn cơm mà chị. Nãy nó ăn một dĩa cơm nè, hai cái chân gà nè, hai cái cánh gà nè. Rồi cái gì nữa là ta? Mấy con rồi một dĩa cơm. Sao rồi cho nó ăn dữ vậy? Sao nó ăn lại? Nó ăn, nó ăn trong đây nè. Dạ. Ngon hơn trên kia hả hai? Ngon thiệt. Sườn bò nghe, mình ăn cái sườn bò. Rồi cái nào về má mua bánh mì ăn á. Hai đứa ăn hết á. Có nó ăn hai dĩa mì, ba dĩa mì Ý. Rồi thêm mà cơm cuộn. Rồi thêm mấy cái
nó ăn những cái đồ no nhiều à, như cái mấy cái món thịt của trẻ em á chị. Ờ đúng rồi, ăn no sao không ai ăn no không? Trứng gà cả. Ơ ở đây không có chân gà chút xương ha. Cắt có mà. Chào. Chào. Rồi, địa chỉ hồi nãy đầu video thì tiền đã đọc rồi nha. Giờ thì xin hẹn gặp lại và cô chú anh chị video.